Đây là cái chợ Việt Nam ở Boston, ở Dorchester. Cà phê ông bầu ba đồng hả? Gạo ba cô gái 27 đồng một bao. Gạo 27 đồng, em mới mua rồi. Quá trời kẹo luôn. Này có cà phê nè, nước mía. Nước mía này là 3 đồng 50 sen một chai. Nước mía, nước bị tắc. Nước bầm. Này hả? 3 đồng 99 cái khoai mì bào này. Bánh dừa chuối đậu 4 đồng 29 sen 3 cái. Đây là đồ đông đá không nhé bạn. Sầu chuối chiên. Cái chuối chiên nữa. Chuối chiên nè. Đây là bánh canh. Bánh canh thì 2 đồng 69. Bánh canh đông lạnh. Bắp. Bánh sushi. Bánh sushi là đông lạnh là 3 đồng 69. Mì gói. Đây có con lươn nữa. Lươn sống là 6 đồng 99 một bao. Ý. Lươn này sống đó. Đây là bán mấy cái chùm. Này cái chỗ xôi cái gì. Có bán nắng lá nữa, 4 đồng 99 một cái. 4 đồng 99 xem một cái nắng lá. Ốc hương hết à? Ốc hương 6 đồng 99 xem. Còn đây là ốc hương Mỹ. Ốc hương Mỹ rẻ hơn. Cá kèo là ăn cá kèo không? Cá kèo là 6 đồng 80 đô xem. 5 đồng 99 một pha. Hả? Ăn ha, mẹ mua ha. Để mẹ mua một cái cho. Cái này. Lấy một cái đi ha. Nè nè, lấy một cái đi ha. Gà đi bộ 19 đồng. Đây có gà đi bộ miền Tây nè, lâu lâu nó mới có hàng. 19 đồng, 99 xem một con. Này gà ở Cali á mấy bạn. Gà trống cam vàng.
gì được không? Dạ. Thịt có gì được không? Được. Gì đó không? Ở đây nhiều hơn. Ở dưới ít lắm. Ở dưới ít thịt lắm anh ơi. Đấy. Đây là lòng gà, mề gà. 2 đồng 61 sen. Là bò. Bò. Dê, gà, vịt gì cũng có. Cái gì đây? Đuôi bò. Ở đây đuôi bò lột da hết hả? Dạ. Đây, gà. Nghe. Quá trời luôn. Đây là cái xương xương bò. Xương bò ở đây nhiều anh. 9 đồng. 9 đồng. Xương bò. Bò viên ở đây là 11 đồng. Đây có lưỡi heo nữa. Lưỡi heo là 4 đồng 77 sen hai cái lưỡi heo. Rau đây tươi quá nè. Ngò 2 đồng 49 sen. Một bó ngò. Biết anh này không? Dưa giá. Dưa giá đó anh. Cái này ăn với lại cái này chua, giá chua. Không biết cái này nhiều ha. Này cả chua nè mấy bạn. Không thấy giá. Cái này là biết dùm lá dứa nè. Lá dứa nè 4 đồng 58 sen. Này lá dứa tươi lâu lâu mới có. Này là lá chanh. Lá chanh là 4 đồng mấy. Bắp chuối này là 3 đồng 49 sen cho 1 pound. Thì cái này là 3 đồng 89 sen cho một cái bắp này. Su su. Su su là 1 đồng 49 sen 1 pound. Đu đủ xanh 2 đồng 29 sen 1 pound. Đây. Cái này là 3 đồng 43 sen. Quá trời rau luôn. Cải cúc tầng ô là 3 đồng 99 sen 1 pound. 1 pound là 3 đồng 99 sen. Này không biết bao nhiêu pound. Đây lấy cái này đi, cái này tươi nè anh. À lấy đồ nấu canh cua đi. Canh cua đi. Rau mồng tươi là mồng tươi mắc quá ha. 4 đồng 69 sen 1 pound. Này cái rau này là không có trồng ở xứ lạnh được mấy bạn không? Này là chỉ có trồng ở mấy cái nước ở mấy cái tiểu bang Cali được thôi. Ừ. Thành ra nó hơi đắt. Này non. Cái nó già quá thì nó nặng. 5 đô trái này á hả? Ừ đúng rồi, 4 đồng 90 sen. 99 sen luôn. Một trái là 100 mấy một trái dừa nha mấy bạn. Mà dừa này là dừa của Thái Lan. Đó. Đó trời luôn, nồng phộng thơm. 6 đồng 99 một phao. Cốc nữa nè. Cốc no, cốc nhỏ là 5 đồng 99 sen 1 pound. Đắt nhỉ. Cái gì giờ cũng lên giá. Đây mấy cái đồ khô. Chôm chôm thì một cái này là 19 đồng. 19 đồng cái này là bao nhiêu pound đây? Nó ghi bao nhiêu pound nhỉ? Là một cái thùng này là 19 đồng. Chưa tính thuế. Dừa. Dừa nhỏ. Dừa nhỏ này thì anh trái này là bao nhiêu vậy? Nếu cái này 2 đồng hay nhiêu? Sữa. Ở đây có sầu riêng mà sầu riêng đông lạnh. Đây là sầu riêng đông lạnh của Thái Lan. Này không biết. Này là đông lạnh. Đông nguyên trái luôn.
riêng hộp, sầu riêng đông lạnh hộp này là 14 đồng. Hộp 4 đồng hộp. Xúc xích. Mấy cái giờ chả cá. Mì. Trứng cút. Trứng cút ở đây là 4 đồng rưỡi một đĩa trứng cút. Đã có thích ăn trứng cút. Đây là có cái bánh bánh nước hả? Có đó. Để em làm cho anh ăn. Đi không? Đi. 10 đồng. 10 đồng 15 sen cho một cái bánh ướt này nè bạn. 16 ăn. Thử không? Lấy một cái thử. 6 đồng 99 sen một cái. Ai hả? Đây là nước tương, nước mắm. Tới mình. Đây là mấy cái gia vị. Hạt nêm. Hạt nêm rồi là trong này. Nấm đồ. Bánh phồng. Bánh phồng tôm, sa giang. 1 đồng 69 đô. Một hộp 200 gram. Cái gia vị ớt khô rồi nhiều luôn. Một sắn dây 5 đồng rưỡi một hộp. Ajinomoto là 3 đồng 79 sen cho một cái túi bột ngọt. Nam mình nói là đây là gỗ thao chén. Mấy cái gỗ là đúng Việt Nam luôn. Này là 7 đồng một cái. Đôi đắp vui. À, cái này thì 1 đồng rưỡi một cái. Chiếu. Có chiếu luôn. Chiếu thì 25 đồng. Chiếu nằm 25 đồng chiếu nhựa. Dây cúng. Như cúng mà. À cái này là cái bột. À cái này là cát trắng đấy hả? Cái cát này là để bỏ vô lư hương đó. Nè cát bỏ vô lư hương nè. Đó có tiền Việt Nam luôn. Đây tiền Việt Nam. Tiền Việt Nam này là không biết bao nhiêu một bịch. 500 ngàn, 200 ngàn. Tiền Việt Nam. Không thấy ghi giá nhờ. Mấy cái giấy cúng. Cái gì mà cúng mà của Việt Nam là mình sẽ mua ở đây. Nó đốt vàng mã. Rồi đó mấy cái giấy này. Nhang đèn đồ là ở đây có hết. Lư hương. Một góc của Việt Nam ở đây. Bàn ghế chén dĩa. Dĩa đồ. Nồi. Thao. Thao inox. Mỹ nướng này. Mỹ nướng nhỏ này là 7 đồng. Mỹ nướng nhỏ. Nồi. Cái này à. Mình để làm gì ta. Cái này bánh căn nè. Cái này khuôn bánh căn nè. 4 đồng cái khuôn bánh căn. Này là khuôn bánh khọt. Khuôn bánh khọt Thái Sơn 10 đồng. Nó tô. Các loại tô. Trời ơi lớn lắm mà. Bánh mì. Mì không biết bao nhiêu. Lấy sao mà đưa tiền lại. Em lấy luôn nè.
Đây là bán. Đây là yến, yến xào Khánh Hòa. Xào Khánh Hòa không biết bao nhiêu. Yến xào Khánh Hòa. Lịch. Lịch 15 làm cuốn ủng hộ chùa. Lịch 15 đồng. Lấy cái yến là nó à, cái này là 55 đồng, khoảng 55 đồng họ yến này của Mỹ. Dầu cái này là vani, không vani nè, đồng rưỡi trơn men rượu. Có kem nước tăng lực number one nữa. Đây, trà xanh không lộ. Cái này sữa đậu nành vitamin 6 chai là 9 đồng. Cái này là yến Khánh Hòa 7 đồng. Steen đồng, Steen nữa nè, có Steen. Steen 30 đồng một thùng. Steen 30 đồng. Một thùng. Ô, có cà phê ông bầu đây nữa hả? Thì cà phê ông bầu 7 đồng. Giờ còn có 5 đồng. Đây là cái xe mình mua. Đây vậy mình có cửa hàng á, mình mua mình bán lại á, thành ra là nhiều vậy. Còn gà này là mình mua gần 20 con gà đấy mà mình mua giùm. Đây, đầy xe luôn. Tràn lên trước luôn. Nằm ngay đường Dorchester luôn.